Nếu quý vị chịu khó học bộ kinh Lăng Nghiêm, trong đó ấy, Phật giảng rất rõ ràng. Thì Phật chỉ dạy cho mình cái tánh này nó đang thấy, nhưng mà nó không phải là con mắt. Con mắt đây là mượn cơm bằng gạo, mai để sẽ thối nát vứt đi. Chứ cái thấy của mình nó không hình không tướng. Bây giờ thầy nói lại một lần nữa, cái việc thứ nhất là các con phải học kinh Lăng Nghiêm đi. Các con phải học để nhận được cái tánh A-di-đà của mình. Đó là học về phần lý. Cái tánh A-di-đà, tánh thủ Lăng Nghiêm của chúng ta. Thế chúng ta học bộ Lăng Nghiêm để rèn luyện cho cái lời nói và cái việc làm của chúng ta ở trong cái khuôn khổ của thánh hiền, không có những lỡ lầm sót lọt để đến nỗi phải đọa lạc. Nhớ là để lòng đến giới luật, học thật sự, chứ đừng nghĩ rằng thôi tôi biết rồi, tôi không cần phải xem. Đừng có nghĩ thế, phải xem đi xem lại, học tới học lui, cho đến bao giờ các con chứng A-la-hán như tổ U-ba-li ấy, thì khi ấy các con hãy buông cái bộ luật. Còn bây giờ con phải có mấy người bạn ở bên cạnh mình. Đây là thiện tri thức, cái bộ luật là thiện tri thức.